Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 14 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri Tiên Lữ Phù Cử. Viettel Hưng Yên kỷ niệm 12 năm ngày thành lập. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ bán tự động ở xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu. Thôn Triều Đông, xã Vĩnh Khúc mở rộng các mô hình làm bún sạch. Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ gần 100 trang trại hoạt động hiệu quả. Xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, nhiều hộ chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Gặp gỡ các điển hình trong thực hiện xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cưới vui tiết kiệm, nhiều cán bộ đảng viên vẫn chưa gương mẫu. Ngày 14 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông bà Phạm Đình Toàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trần Văn Quý, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Thị Nguyệt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai huyện Tiên Lữ và Phù Cử. Cùng dự còn có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tại huyện Tiên Lữ, ý kiến của các cử tri tập trung vào các vấn đề như bình đẳng giới cho phụ nữ, kinh phí đầu tư cho việc bảo đảm môi trường còn hạn chế, tăng cường việc quản lý về đất đai, tuyên truyền luật đất đai, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân, chế độ chính sách phục vụ hoạt động của cựu thanh niên xung phong cấp cơ sở, đầu tư về vốn để mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Đối với huyện Phù Cử, ý kiến cử tri phản ánh xoay quanh các vấn đề tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quan tâm hơn nữa tới chế độ cho tổ chức hội người cao tuổi ở cơ sở, hỗ trợ đầu tư công, tăng mức hỗ trợ cho sản xuất, trong đó có tái đầu tư kiên cố hóa kênh mương, đường ra đồng, thu phí bảo trì đường bộ còn bất cập. Chế độ chính sách của thanh niên xung phong còn tồn đọng nhiều, có chính sách kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Các ý kiến kiến nghị của cử tri hai huyện Tiên Lữ và Phù Cử đã được đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng tiếp thu để phản ánh kịp thời đến các cơ quan nhà nước, các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng nay, Viettel Hưng Yên đã long trọng tổ chức kỷ niệm 12 năm thành lập. Năm 2005, doanh thu của Viettel Hưng Yên mới đạt gần 1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 3 triệu đồng một ngày một tháng. Sau 12 năm hoạt động, Viettel Hưng Yên đã có gần 500 nhân sự làm việc với các dịch vụ đa dạng, trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động chiếm trên 60% thị phần nghe gọi trên địa bàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt gần 20 triệu đồng một người một tháng. Các dịch vụ chạy trên nền 2G, 3G và dịch vụ Internet cũng là thế mạnh của Viettel Hưng Yên. Với phương châm luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, Viettel Hưng Yên luôn hoàn thành chỉ tiêu đề ra, doanh thu năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Năm 2015 đạt trên 850 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh trên 31 tỷ đồng. Cùng với sản xuất kinh doanh hiệu quả, Viettel Hưng Yên còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Trong những năm qua, Viettel Hưng Yên đã đầu tư hỗ trợ cho các chương trình từ thiện nhân đạo như hỗ trợ máy điện thoại cho người nghèo, ủng hộ tiền cho quỹ Vừa A Dính, hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng. Năm 2015, Viettel Hưng Yên đã hỗ trợ 4 tỷ đồng cho trẻ em nghèo mổ tim. Chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin về kinh tế. Thực hiện chủ trương khuyến khích đưa công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao giá trị canh tác, trên địa bàn huyện Khoai Châu đã hình thành mô hình trồng dưa lưới Nhật Bản trong nhà màng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Là bí thư đoàn xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu, anh Đỗ Văn Hùng, thôn Cao Quán, được mọi người biết đến là chàng thanh niên nhiệt tình, năng động, chịu khó, biết cách làm giàu. Ngoài 4 mẫu cây ăn quả như cam, bưởi, chuối, ổi, rau sạch, mới đây, được sự hỗ trợ của dự án trồng dưa lưới trong nhà màng, anh đã đầu tư gần 500 triệu đồng xây dựng hệ thống nhà màng bằng khung thép, bao quanh là cước tấm mỏng. Phía trên được che bằng ni lông, tổng diện tích 1.700 m². Phía trong có hệ thống cáp treo dây, hệ thống điều khiển tưới phun xương tự động, công nghệ tưới nhỏ giọt tự động dẫn đến tận gốc. Bước đầu anh đưa vào trồng 3.000 cây dưa lưới. Hiện nay, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của anh Hùng đang cho quả. Việc áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng vừa giúp chắn mưa, vừa ngăn côn trùng xâm nhập, giảm chi phí sản xuất, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Điều quan trọng là sản phẩm làm ra đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Dù vốn đầu tư ban đầu lớn, nhưng bù lại năng suất chất lượng vượt trội, được giá, lợi nhuận thu cao. Mặt khác, thời gian sinh trưởng của dưa tương đối ngắn, từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 55 đến 70 ngày, nên có thể trồng được từ 3 đến 4 vụ một năm. Việc phát triển trồng dưa lưới
là góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng vùng sản xuất trong nhà lưới theo hướng hàng hóa ổn định, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường sinh thái. Bún là loại thực phẩm quen thuộc trong các gia đình. Tuy nhiên, để làm ra sợi bún trắng thơm ngon lại đòi hỏi đôi bàn tay người thợ phải khéo léo, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Thôn Triều Đông, xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang là một làng làm bún lâu đời với chất lượng cao và luôn đảm bảo thương hiệu bún sạch, không sử dụng hóa chất tẩy trắng. Hiện nay, trên địa bàn thôn có hơn 10 hộ làm bún với quy mô rộng, hiện đại với các trang thiết bị máy móc đảm bảo chất lượng bún sạch. Mỗi ngày một hộ xuất ra thị trường từ 5 tạ đến 1 tấn bún. Để đảm bảo chất lượng bún, người dân ở đây luôn tuân thủ quy trình ngâm ủ hoàn toàn không sử dụng hóa chất để đẩy nhanh thời gian sản xuất cũng như ảnh hưởng đến chất lượng bún. Cụ thể, như gạo sau khi vo sạch bằng máy được ngâm mềm từ 1 đến 2 ngày mới đem xay thành bột. Quá trình ngâm bột lên men cũng đảm bảo thời gian từ 4 ngày cho đến 1 tuần mới đưa vào sản xuất. Bún làm ra vừa có độ mềm mà vẫn đảm bảo độ dai ngon. Bún ở đây được xuất ra hàng ngày chủ yếu tiêu thụ ở chợ bún Bát Tràng, khu đô thị Eco Park và thủ đô Hà Nội với giá từ 7.000 đến 10.000 đồng 1 kg. Mỗi ngày một hộ làm bún ở đây cho thu nhập trên 1 triệu đồng như gia đình anh Chu Văn Thơm, chị Trần Thị Thủy. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã giảm còn 3,3%. Phần lớn trong số đó là nhờ các hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang các mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả khá. Nhờ sự hỗ trợ về kiến thức cùng các biện pháp vận động tuyên truyền hiệu quả của các cấp cơ sở, nhiều người dân xã Thiện Phiến đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế theo hướng trang trại tập trung. Hiện xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ có gần 100 trang trại, gia trại vừa và nhỏ, hoạt động hiệu quả. Mô hình kinh tế chủ yếu được thành lập dưới hình thức trang trại chăn nuôi, trang trại tổng hợp hoặc một số trang trại chăn nuôi gia súc, trồng cây lâu năm kết hợp cây ngắn ngày. Phổ biến nhất vẫn là chăn nuôi lợn. Một số hộ chăn nuôi lớn ở xã như Trần Văn Lục, Phạm Văn Cẩn, mỗi năm các mô hình trang trại trên cho thu từ 50 đến 100 triệu đồng. Không những thế, các trang trại hoạt động có hiệu quả còn tạo việc làm cho lao động địa phương, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Không chỉ phát huy vai trò xung kích trên chiến trường, trở về với đời thường, nhiều cựu chiến binh huyện Kim Động còn đi đầu trong phát triển kinh tế. Những năm qua, câu lạc bộ sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh huyện Kim Động hoạt động hiệu quả, giúp nhiều người làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh huyện Kim Động được thành lập từ năm 2010 với gần 400 hội viên ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. Câu lạc bộ được thành lập với mục đích để những người lính giúp đỡ nhau về vốn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và định hướng các mô hình sản xuất hiệu quả. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ vào ngày Chủ nhật hàng tuần, nguyên tắc sản xuất kinh doanh chân chính, có trách nhiệm đối với xã hội. Trong nuôi trồng các loại cây con phải đảm bảo cung cấp ra thị trường thực phẩm sạch, thể hiện rõ phẩm chất trung thực của người lính Cụ Hồ. Câu lạc bộ đã bước đầu liên hệ tiêu thụ đầu ra cho một số hội viên trồng cam và bưởi trên địa bàn. Tại đây, nhiều hội viên phát triển sản xuất kinh doanh cho thu lãi từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm như cựu chiến binh Bùi Văn Phấn, xã Phú Thịnh, kinh doanh vật liệu xây dựng, cựu chiến binh Vũ Văn Luận, xã Đồng Thanh, trồng cam, cựu chiến binh Dương Văn Dũng, xã Chính Nghĩa, nuôi lợn và thả cá. Trung bình các hội viên đều thu lãi từ 50 đến 100 triệu đồng một năm từ các mô hình kinh tế. Từ nhiều năm nay, người dân thôn Long Đằng, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào luôn phải sống trong môi trường hôi thối do các trang trại chăn nuôi lợn trong thôn gây ra. Trong thôn hiện nay, có 3 hộ chăn nuôi lợn với số lượng hàng trăm con, đó là gia đình các ông bà Phạm Ngọc Lũy, Phạm Ngọc Liệu, Phạm Thị Thuần. Mặc dù các hộ chăn nuôi đã chủ động làm hầm bioga để xử lý chất thải, nhưng do chăn nuôi với số lượng lớn nên tình trạng xả nước thải và chất thải ra môi trường vẫn thường xuyên diễn ra. Do hệ thống xử lý chất thải không khép kín, lại xả thẳng ra cống thoát nước của thôn nên thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân trong thôn. Nhiều người già và trẻ em bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Không những ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân trong thôn, những trang trại này thường xuyên xả thải gây ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất canh tác, khu vực xung quanh. Từ nhiều năm nay, hơn 4 mẫu ruộng trồng lúa của nhân dân trong thôn phải bỏ hoang, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Trước tình trạng đó, mặc dù chính quyền địa phương đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, nhưng các hộ dân vẫn chưa có biện pháp khắc phục, xử lý triệt để tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn,
phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong ba phong trào lớn của các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh ta, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, bước đầu đem lại những kết quả đáng trân trọng. Phóng sự được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10. Điểm nổi bật trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây phải kể đến lực lượng lao động trẻ. Nhiều cử nhân tốt nghiệp các trường đại học đã lựa chọn về quê để lập nghiệp và trở thành những nông dân tỷ phú. Điển hình là Hoàng Hữu Quốc, thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, tốt nghiệp khoa cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh Quốc quyết định trở về quê phát triển kinh tế với tổng diện tích mô hình trồng cây có múi và nuôi thả cá rộng khoảng 6,5 ha. Anh đã mạnh dạn trồng các loại cây có múi, nuôi thả các loại cá mà thị trường đang có nhu cầu. Cây có múi thì là cây mang tỷ suất lợi nhuận là cao. Nếu so cây lúa thì là rất cao và nó phù hợp với ở cái vùng đồng bằng này. Nếu mà phát triển theo hướng cây có múi ở vùng đặc biệt là đất Phù Cử Hưng Yên này đấy, thì tôi thấy tương đối là cam ngon, ngọt và sinh trưởng phát triển rất là tốt. Tại huyện Ân Thi, tiêu biểu là anh Nguyễn Đức Diệp, xã Quang Vinh, tốt nghiệp Đại học Thương mại chuyên ngành Marketing, quyết định về quê lập nghiệp bằng việc xây dựng thương hiệu Vua Vịt Trời. Anh Vũ Văn Quân, thôn Đanh Xá, xã Hoàng Hoa Thám, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa chất, anh về quê đầu tư tiền của để nuôi ếch Thái Lan. Ở thành phố Hưng Yên, có anh Trần Bá Cấn, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đã quyết định về quê thành lập công ty cổ phần rau củ quả Nhật Việt với mục đích sản xuất cung cấp các loại nông sản sạch ra thị trường. Bằng tư duy nhạy bén, họ nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của khách hàng, mạnh dạn tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi dựa trên sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Như anh Cấn lựa chọn trồng rau sạch thì cách làm của anh phải khác cách trồng rau truyền thống. Trong quá trình sản xuất để có nguồn hàng đảm bảo uy tín chất lượng ra thị trường thì từ các khâu ươm cây giống làm đất phải đúng kỹ thuật theo công nghệ tiên tiến của Nhật, nguồn nước tưới cho cây trồng phải sạch, không sử dụng thuốc trừ cỏ và sử dụng thuốc trừ sâu bằng thảo mộc theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách. Vì vậy, các sản phẩm rau củ quả của công ty luôn nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Cùng với lực lượng lao động trẻ, hội viên Bùi Thị Anh, thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đàn bò sữa từ số lượng 3 con khi bắt đầu nuôi. Sau 3 năm, tổng đàn hiện có của gia đình chị Anh lên đến gần 40 con. Ngoài việc đảm bảo tốt các điều kiện về chuồng trại, thức ăn, nước uống cho đàn vật nuôi, cách làm của chị Anh là mạnh dạn đầu tư mua những con bò sữa chuẩn bị sinh sản, với mục đích rút ngắn được thời gian nuôi và chăm sóc, tránh được những rủi ro và nhanh cho thu hoạch nguồn sữa. Chị Anh trực tiếp kết nối với công ty thu mua sữa nên thị trường tiêu thụ ổn định, không bị chèn ép về giá. Tính mà đạt tỷ lệ cái số vốn là bây giờ cũng trên 1 tỷ. Đấy, nói chung là mình làm ăn thế này nó cứ theo con chiều đạo thuận thì nói chung cái hiệu quả thì nó gấp 5-7 lần so với lúa đậu. Từ một hộ thuộc diện nghèo tại địa phương, đến nay chị Anh tạo việc làm cho từ 2 đến 3 lao động với mức thu nhập khoảng 3 triệu rưỡi một người một tháng. Để phong trào tiếp tục đạt hiệu quả cao, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã và đang tiếp tục chú trọng đến công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận các dự án nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất thấp nhằm giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đảng và Chính phủ đã có nhiều văn bản quy định nhắc nhở cán bộ đảng viên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nhưng ở nơi này, nơi khác còn chưa được chấp hành một cách thật nghiêm túc. Liệu đến khi nào thì việc tổ chức đám cưới tiết kiệm không đình đám xa hoa được theo đảng viên đi trước, làng nước theo sau? Hàng trăm mâm cỗ được đặt tại nhà hàng sang trọng, khách mời thì có thể vượt xa rất nhiều so với con số hàng trăm. Đây là thực tế tại đám cưới của nhiều gia đình cán bộ, đảng viên ở tỉnh ta. Vẫn là tục trả nợ miệng, là sự ràng buộc của các mối quan hệ xã hội và rất nhiều lý do khác, khiến nhiều đám cưới của một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn còn xa hoa tốn kém. Thực ra thì trong nhân dân hiện nay thì người ta mời cũng rất là gọn, gia đình, họ hàng, tức là thân thích thôi. Thế rồi là cỗ thì người ta làm nó cũng ở đây, cũng trung bình thôi, không có gì gọi là nó có những cái xa hoa lãng phí lắm. Thế nhưng mà chính là cán bộ đảng viên mình và những người có chức có quyền thì cỗ to mở nhiều rất là lãng phí. Có những nhiều khi là ăn thì chả đáng bao nhiêu cả, nhưng mà bỏ đi cũng như lại là nhiều, cái đó cũng là lãng phí. Về nguyên tắc,
đường lối chính sách cũng như các chỉ thị từ Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành ra, thì người đảng viên, cán bộ các cấp phải là những người lĩnh hội trước tiên để rồi phổ biến tới người dân, rồi hướng họ thực hiện. Về việc tổ chức đám cưới, có thể công tác tuyên truyền giáo dục của đảng viên, cán bộ địa phương đối với người dân là rất tích cực, nhưng chính những người cần làm gương lại chưa gương mẫu, không hề đi đầu trong việc tiết kiệm. Hoặc có trường hợp đảng viên, cán bộ trẻ muốn thực hiện văn minh tiết kiệm nhưng lại không nhận được sự đồng tình từ phía gia đình với lý do phong tục. Đảng viên đi trước là nước đi theo sau. Thế nhưng mà đây cái phong tục thì nó vẫn chưa thể mình thôi được. Vì là cũng công việc nay nhà này mai nhà khác. Thế bây giờ nhà anh mà mời tôi, bây giờ tôi thì không mời. Nhà anh thì nghĩ là lại cho là coi như là trách móc rồi lại thế nọ thế kia. Thế cho nên buộc là coi cứ người nọ theo người kia. Vẫn chưa bác bỏ được cái phong tục trước đây. Cho nên là vẫn phải ườm già là vẫn mở ra coi như là xa hoa lãng phí và hàng trăm bông cỗ, hơn trăm bông cỗ. Nhìn chung thì các đám bây giờ là đua nhau rồi, cũng chẳng anh nào kéo anh nào mấy được. Điều này khiến cho không chỉ quy định không được thực hiện mà còn tạo ra dư luận xã hội không tốt về trách nhiệm và vai trò của người đảng viên. Có những cái dư luận là bởi vì người ta nhìn thấy tức là một cái đám cưới quá nhiều xe cộ rồi là cái lượng khách khứa này khác, cho nên là dân người ta cũng có những cái eo xèo. Dân người ta cũng nhìn vào cái đội ngũ đảng viên già cũng như đảng viên trẻ, người ta thấy rằng nếu đảng viên không làm gương cho nhân dân học tập theo thì đương nhiên cái đó tác dụng của đảng viên cũng giảm. Điều quan trọng đó là ý thức của từng cán bộ đảng viên và cần một chế tài rõ ràng hơn. Một số địa phương khác trong cả nước cũng đã đưa ra những quy định kèm theo chế tài xử lý rõ ràng, như tỉnh Đắk Lắk sẽ kiên quyết khai trừ ra khỏi đảng với những cán bộ đảng viên tổ chức đám cưới quá lớn. Việc làm này được dư luận nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Mục đích chính của những quy định như thế này là để nhắc nhở cán bộ đảng viên đi đầu cho nhân dân noi theo và đừng làm những việc gây lãng phí phô trương. Như vậy, việc cụ thể hóa của cấp ủy bằng những chế tài rõ ràng để quy định có thể đi vào cuộc sống dễ dàng hơn là điều vô cùng quan trọng. Đảng viên có đi trước thì làng nước mới theo sau. Tiếp theo là phần tin an ninh và trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày theo dõi nắm tình hình, vào khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 10, tại đường liên thôn thuộc thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, các trinh sát phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an huyện Yên Mỹ và công an xã Liêu Xá mật phục bắt quả tang Lê Văn Phong, sinh năm 1989, thường trú tại thôn 2, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên xe taxi. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 210 viên ma túy tổng hợp, 2 túi ni lông chứa chất bột màu trắng và 2 túi chứa chất bột màu vàng và nâu sậm được đối tượng giấu tại cánh cửa của xe taxi. Qua lời khai của Phong, số viên nén và các túi chất bột trên đều là ma túy tổng hợp do đối tượng mua ở Hải Phòng với giá 120 triệu đồng, sau đó thuê taxi về Hưng Yên để bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi về đến địa bàn tỉnh Hưng Yên, đối tượng này đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ. Ngay trong ngày, các trinh sát phòng cảnh sát ma túy đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Phong ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, tiếp tục thu giữ 2 viên ma túy tổng hợp. Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành giám định toàn bộ số ma túy trên, đồng thời tiếp tục các biện pháp điều tra, sớm hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Vào khoảng 13 giờ chiều nay, tại quốc lộ 39 đoạn đi qua xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết, một người bị thương nặng. Được biết, ông Nguyễn Văn Khanh sinh năm 1957 điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 89D101875, chở phía sau là ông Nguyễn Văn Bình cùng chú tại thôn Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động đang lưu thông theo hướng thành phố Hưng Yên phố nối thì bất ngờ đâm vào cột đèn chiếu sáng ven đường. Cú đâm mạnh đã khiến ông Khanh tử vong tại chỗ, ông Bình bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó ông Khanh và ông Bình đi ăn cỗ và có uống rượu. Khi đi đến đoạn đường trên lại gặp trời mưa, do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào cột đèn chiếu sáng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an thành phố Hưng Yên đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
cầu Tiên Xá, Mỹ Hào xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Thầy giáo Nguyễn Hữu Tước, trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tâm huyết với nghề. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thông báo mới của chính phủ Nigeria cho biết nhóm khủng bố Boko Haram đã trao trả 21 trong số gần 300 cô gái từ trường nữ sinh Chibok mà chúng bắt cóc hồi năm 2014. Đàm phán giữa Boko Haram và chính phủ Nigeria nhằm trả tự do cho các cô gái được hỗ trợ bởi chính phủ Thụy Sĩ và tổ chức Chữ Thập Đỏ. Một nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết 21 cô gái đã được trả tự do ở thị trấn Banki, khu vực biên giới Đông Bắc Giáp, Cameroon. Một đứa trẻ 20 tháng tuổi được cho là con của một trong số họ cũng đi kèm. Nội dung của đàm phán không được công bố, song cho đến nay chưa có thông tin về chiến binh Boko Haram bị bắt giữ nào được trả tự do. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2014, Boko Haram đã tấn công trường trung học nữ sinh nội trú Chibok ở bang Borno, bắt cóc 274 cô gái ở độ tuổi 16 đến 18. Kể từ đó đến nay, vẫn còn khoảng 200 cô gái bị nhóm khủng bố giam giữ và không rõ tung tích. Buổi lễ tuyên thệ bắt đầu kỳ họp của Hội đồng lập pháp Hồng Kông hôm 12 tháng 10 vừa qua đã diễn ra trong cảnh náo loạn khi các tân nghị sĩ tỏ thái độ đối đầu Trung Quốc. Tại buổi lễ, nhiều nghị sĩ có xu hướng phản đối Trung Quốc đại lục thay vì đọc một bản tuyên thệ dài 77 từ để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm của mình. Họ đã hô to những thông điệp phản đối Trung Quốc, họ kêu gọi dân chủ tự quyết cho Hồng Kông. Một số nghị sĩ khác còn khoác lên mình biểu ngữ Hồng Kông không phải Trung Quốc. Nathan Lo, một thủ lĩnh trong phong trào sinh viên và cũng là một trong 6 gương mặt ủng hộ dân chủ được bầu vào Hội đồng lập pháp lần này, công khai bác bỏ thẩm quyền của Bắc Kinh qua câu nói: "Các người có thể trói tôi, có thể tra tấn tôi và thậm chí có thể phá hủy cơ thể này. Tuy nhiên, các người sẽ không bao giờ giam cầm được ý chí của tôi." Ngày 12 tháng 10, Quốc hội Indonesia thông qua một dự luật trong đó áp dụng án phạt nặng hơn đối với những kẻ tấn công tình dục trẻ em. Theo đó, những kẻ hãm hiếp trẻ em có thể bị tử hình, thiến hóa học, tù chung thân hoặc ngồi tù tối thiểu 10 năm. Dự luật mới của Quốc hội Indonesia được thông qua trong bối cảnh vẫn còn tồn tại nhiều tranh cãi bởi hai đảng đối lập tại nước này phản đối. Thời gian tới, chính phủ Indonesia sẽ phải cụ thể hóa quy định cũng như quy trình áp dụng hình phạt đó. Được biết, biện pháp thiến hóa học là làm mất đi ham muốn tình dục của kẻ bị kết tội ấu dâm bằng cách tiêm hormone nữ vào cơ thể tội phạm. Biện pháp này hiện được áp dụng tại Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, một số bang ở Mỹ và tại một số nhà tù tự nguyện tại Anh. Trước khi đạo luật mới được thông qua, án tù cao nhất cho tội phạm loại này tại Indonesia là 14 năm. Facebook và Google đang cùng hợp tác để xây dựng một đường cáp Internet lớn dưới đáy biển Thái Bình Dương nối tới Trung Quốc. Cả Facebook và Google đều bị chính quyền Trung Quốc chặn tại đại lục. Tuy nhiên, đường cáp Internet mà hai công ty sắp xây dựng sẽ được dẫn tới Hồng Kông, khu vực tự trị thuộc Trung Quốc, có chính sách điều hành riêng và không cấm dịch vụ của họ. Dự án đường cáp dài gần 13.000 km nối từ thành phố Los Angeles tới Hồng Kông được cho là sẽ có đường băng thông rộng lớn hơn tất cả các đường cáp nối từ Mỹ tới châu Á hiện nay, đủ để đáp ứng yêu cầu lên tới 80 triệu video HD cùng lúc. Dự án này do Google và Facebook hợp tác chung với công ty truyền thông dữ liệu nhẹ Thái Bình Dương sẽ khởi động vào năm 2018. Tại Anh, một cuộc thử nghiệm ô tô không người lái đầu tiên vừa diễn ra ở khu vực Milton Keynes, cách thủ đô London 70 km về phía Bắc. Cuộc thử nghiệm là tiền đề giúp Anh hoàn thành mục tiêu đưa vào lưu thông loại phương tiện vận chuyển đặc biệt này trước năm 2020. Cuộc thử nghiệm nằm trong khuôn khổ dự án cải thiện hệ thống giao thông của Anh, theo đó sẽ có tổng cộng 40 chiếc xe ô tô không người lái trên đường phố Milton Keynes vào năm tới. Chiếc xe thử nghiệm là loại xe ô tô điện tương tự như xe hai chỗ. Hiện tại, những chiếc xe này chỉ được vận hành thử nghiệm trên các tuyến phố dành riêng cho người đi bộ với tốc độ di chuyển 8 km/h. Xe xác định đường đi dựa trên dữ liệu thu được từ máy camera và radar, không giống với các hệ thống điều khiển sẵn có hiện nay. Công nghệ mới này không phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu GPS. Giải thưởng Nobel Văn học năm 2016 đã được Viện Hàn Lâm Thụy Điển công bố với cái tên chiến thắng là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Bob Dylan bởi những sáng tạo thi ca mới bên trong truyền thống âm nhạc Mỹ. Huyền thoại nhạc rock tên thật là Robert Allen Zimmerman, sinh năm 1941. Ông là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc đại chúng thế giới và đã giành rất nhiều giải thưởng trong các lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, báo chí.
Việc ông giành thêm giải thưởng Nobel Văn học là một bất ngờ lớn bởi các dự đoán năm nay chủ yếu hướng tới nhà văn Haruki Murakami của Nhật Bản hoặc nhà thơ Adonis ở Syria. Theo thông cáo báo chí được đưa ra bởi Viện Hàn Lâm Thụy Điển, Bob Dylan đoạt giải Nobel Văn chương nhờ những đóng góp của ông trong việc tạo ra một dạng thức thơ mới thông qua các ca khúc bất hủ của nền âm nhạc Mỹ. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.